Công ty Minh Dương và hạt nhài Family có gì mà khiến cõi mạng chấn động? Sở hữu cả ngàn nhân viên nhưng Ninh Dương lại là công ty trá hình. Nói chung là cái việc thành lập công ty là mình thành lập công ty trốn, ý là không phải trốn mà là thành lập chui. Sếp Ninh lên tiếng là bảo vệ, lo công ảo ảo tới cứu Long hạt nhài thoát kiếp Prof, còn tạo nên bộ đôi hài nhạt gây bão khắp top top. Trước chỉ có Pam yêu ơi, giờ thêm âm yêu ơi. Hai cặp má phúng phính trong khung hình bảo sao fan không mê cho được. Tất cả đều được bảo kê bởi hiệp sĩ Salim. Âm yêu ơi của anh đâu rồi? Đây rồi. Pam yêu ơi của chú đâu rồi? Đây rồi. Gì vậy cha? Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình á. Khiến cõi mạng dần dần dịp cuối tuần qua là màn chung khung hình của gia đình hạt nhài và công ty Ninh Dương. Hot là thế nhưng chưa chắc các giang cư mận đã hiểu rõ về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Ninh Dương đâu. Dĩ nhiên, riêng hạt nhài Family thì quá trai mặt trên mạng xã hội rồi, vì dân mạng lạ gì vợ chồng Salim, Long hạt nhài cùng bé Pam cơ chứ. Nói về công ty Ninh Dương thì nhiều người sẽ tưởng ở đây có công ty thật, thậm chí còn nghĩ hai anh đẹp trai trong câu chuyện chính là chủ shop. Nhưng mà không nha, công ty này là trá hình, dùng để ẩn ý về mối quan hệ của sếp Ninh Anh Bùi và Tùng Dương. Mối quan hệ của hai người này thì chắc ai tinh ý sẽ biết, tất nhiên là hai ảnh thân thiết, một người top, một người bot chứ còn gì nữa. Để có thể được công khai và nổi tiếng như thời điểm hiện tại, Ninh Anh Bùi và Tùng Dương đã phải trải qua rất nhiều thử thách. Nổi lên dần dần từ năm 2023, Ninh Anh Bùi làm cư dân mạng cười bò bởi những câu chuyện vô tri cùng những mảng miếng hài nhạt của anh. Tùng Dương hay còn được gọi là anh âm do tính cách hướng nội và có nghĩa ngược lại với tên Dương của anh, thường xuyên sánh đôi bên Ninh Anh Bùi, cùng livestream, cùng góp vui trong những tiểu phẩm đi vào lòng đất của anh người yêu. Giữa mạng xã hội rộng lớn với rất nhiều những cái tên nổi tiếng, Ninh Anh Bùi tìm được Long hạt nhài, một nam TikToker đang flop sấp mặt và hài nhạt không kém vị sếp của công ty Ninh Dương. Sơ hở đăng video flop là Long hạt nhài lại tới cầu cứu anh Ninh, chỉ một câu kêu gọi thôi là dàn nhân viên, bảo vệ, lao công của Ninh Dương chạy tới cứu giá liền. Cũng từ sự thân thiết này mà Ninh Anh Bùi được gọi là Ninh hạt nhài, anh em thân thiết của Long hạt nhài. Vì Ninh và Âm rất hâm mộ bé Pam nhà Long và Salim nên cuối cùng, anh Âm cũng thành Âm yêu ơi. Không ít lần, công ty Ninh Dương thể hiện sự yêu mến của mình dành cho chiếc KOL đình đám Pam yêu ơi, thậm chí còn đu trend của cô ấy. Sau một thời gian rất dài hâm mộ và nhìn Pam qua top top, thì cuối cùng, Ninh Anh Bùi và Âm yêu ơi cũng đã được gặp Pam ngoài đời thật. Màn hội ngộ của công ty Ninh Dương và hạt nhài Family đã làm cư dân mạng được fan dậy sóng. Nói không ngoa chứ khung hình của 5 người thực sự là cực phẩm nha, trong đó Salim xinh đẹp nổi bật dù cố tình diện đồ đơn giản để nhường spotlight cho cha con Pam và Ninh Dương. Nhân dịp hội ngộ, Ninh Dương đã cùng Pam quay một chiếc clip, đu trend bé yêu đâu rồi. Khúc đọc Âm yêu ơi thì cưng ghê lắm, mà đến đoạn Pam là lại hài, vì cô ấy từ từ lùi bước về phía sau, có vẻ là lúc đó còn đang ngại. Nhưng sau đó thì Âm yêu ơi cũng đã làm thân được với Pam. Trên mạng xã hội, Âm yêu ơi tự hào khoe khoảnh khắc được bế bé Pam. Hai chiếc má phúng phính trong khung hình làm cư dân mạng được fan hú hét vì quá đáng yêu. Long hạt nhài và Ninh hạt nhài cũng có khoảnh khắc chung khoe nét điển trai. Netizen cũng được fan mê mẩn vì những chiếc hài nhạt của hai anh ấy, tạo nét gia trưởng nhưng cưng em số 1.